chùm này rồi nè mọi người. Đó. Đẹp không? Rồi Vi sẽ hái thêm nha. Đây nó có cái màu á mọi người, nó hơi vàng vàng. Nó cũng to lắm mọi người, nó chưa có nở hết đó mọi người mà nó to như vậy nè. Đó mọi người thấy không? Thì Vi hái vào Vi chân ở trong nhà là nó sẽ còn nở bự ra nữa đó mọi người. Thì lúc đó khi nào nó nở bự ra rồi Vi quay cho mọi người xem nha. Bây giờ Vi sẽ hái một bông này. Bông này nó ở bên trong nó có một chút xíu vàng ghệ á mọi người. Ở bên ngoài nó cũng có màu vàng nhạt. Nó có gai nên mọi người khi mình hái hoa hồng mình cẩn thận á mọi người. Mọi người nhìn rõ không? Có được màu cam nè mọi người. Màu hơi vàng vàng nè. Màu vàng, màu cam. Rồi màu hồng. Để đi qua bên khu vực khác đi hái tiếp nha. Mọi người ơi, ở đây có một cây màu cam nè mọi người. Nó cũng
vừa mới hé nụ thôi, nó chưa có nở hết. Thì Vi sẽ hái cái cây này nha. Đó. Nó gồm có hai bông. Đây là một cam đó mọi người, nhìn đẹp không? Bây giờ Vi sẽ qua bên hướng bên kia đó, Vi hái thêm một vài bông nữa nha. Mọi người thấy bãi cỏ của Vi không mọi người? Nó mọc những cái bông hoa đẹp lắm mọi người, những cái bông hoa nhỏ nhỏ này nè, đó. Bông hoa nhỏ nhỏ này nhìn rất là đẹp mọi người, để Vi hái lên cho mọi người xem nha, đó. Đẹp không mọi người? Nó mọc đầy trên sân của Vi luôn á. Đó, mọi người thấy phía sau Vi không? Phía sau Vi đó mọi người, những cái bông hoa nhỏ nhỏ như này nè. Nhưng mà Michael nói cái này á, nó là hoa dại. Michael nói là cỏ đó, là cứ mà thấy mà nó mọc đầy trên sân rồi đó là mình phải đi lấy cái máy cắt cỏ ra mình cắt nó hết mọi người. Đó, mọi người thấy không? Nó mọc quá trời luôn. Nó mọc ở phía sau Vi kìa. Đó, mọc đầy ở trên sân luôn mọi người. Thôi để Vi qua bên kia Vi hái tiếp nha, hái hoa hồng tiếp. Đây nè, cho mọi người xem một số hoa dại, là bông cỏ dại ở Anh á. Mà người Anh á, người ta mấy cái đó là người ta phải lấy xe người ta cắt hết đó mọi người. Giờ mình ôm đó hoa hồng này. Nói chung á, Vi cắt không phải là Vi cắt hết đâu mọi người. Khi mà Vi cắt là Vi cũng chừa nữa đó mọi người. Vi chừa lại, đây có một bụi nữa nè mọi người. Cái màu nó cũng khác nữa. Đây mọi người, đây nè, nó có gai á mọi người, cẩn thận đâm, đâm vô tay. Một chùm ba bông. Cái này một chùm ba bông nè mọi người. Nắng quá mọi người. Nắng quá. Nắng ở Anh nó dịu lắm mọi người ơi, nó không có có quá gắt giống như ở Việt Nam mình. Người Anh người ta thấy nắng người ta thích lắm, người ta còn muốn đi phơi nắng nữa đó. Cái chùm này nó tới một bông, hai bông, ba bông, năm bông luôn mọi người. Trời ơi, mọi người thấy không? Trời ơi, cái mùi thơm phức luôn. Mùi giống như là mùi thơm nước hoa hồng đó mọi người. Mùi thơm phức luôn mọi người. Ở bên trong, bên trong kia còn mấy cái bông, cái màu nó cũng lạ lắm mọi người. Mà nó cũng bự lắm. Cái mấy cái bông này nó không có bự bằng mấy cái bông đợt đầu á, Vì cho nó nở trong vườn đó mọi người. Này nó mọc từng chùm nè, năm cái bông luôn mọi người thấy không? Đẹp không? Giờ bị cắt nha. Vi cắt cái chùm năm cái bông này đi. Còn cái chùm ba cái bông này Vi để lại ha. Chơi lớn luôn. Tại trong vườn nhiều bông lắm. Bây giờ Vi cắt cái chùm bên này nha mọi người. Nhưng mà cái chùm bên này Vi để ý là nó có cái nhánh bên này nó còn hai cái nụ này nè mọi người. Hai cái nụ này với một cái nụ nhỏ nè. Đó, hai cái nụ lớn nè. Nó còn ba cái nụ nó chưa có nở đó mọi người. Đó, cho nên là Vi nghĩ là Vi sẽ cắt nó hơi ngắn một chút để chừa cái nhánh này nó ra. Chừa cái nhánh này nó ra để nó mọc, nó tiếp tục nó mọc á mọi người. Cho nên cái nhánh này nó hơi bị lùn. Cái nhánh này nó sẽ hơi bị lùn. Thôi kệ nó đi ha. Ở đây nó chỉ có một cái nụ thôi. Cái nhánh này nó sẽ hơi bị lùn đó mọi người. Đây bông nè mọi người. Mọi người nhìn đẹp không? Có ai thích hoa hồng giống như Vi không? Vườn toàn hoa hồng. Màu rất là đẹp đó mọi người.
bây giờ lại hết nắng rồi mọi người. Giờ lại hết nắng rồi. Còn mấy bông ở bên trong nữa mọi người, để đi vô trong đi hái. Ba bông luôn mọi người, hái luôn. Thôi, đẹp quá mọi người ơi, trời ơi, mọi người nhìn màu sắc nó đẹp không mọi người, rất là đẹp luôn đó mọi người, đó, đem vô nhà cắm luôn. Rồi, giờ đang hái được một mớ rồi mọi người. Quá trời luôn. Đi hái được quá trời bông hồng. Hôm nay đi hái được quá trời nhiều bông hồng luôn. Nhiều quá trời nhiều luôn. Thì tiếp tục qua bên kia hái tiếp mọi người ơi. Bên kia cũng có dãy hoa hồng nữa. Đi tiếp tục qua bên kia đi hái tiếp mọi người ơi. Được một mớ hoa hồng mọi người ơi. Tiếp tục qua bên kia hái tiếp ha. Đây có một nhánh hồng đẹp lắm mọi người ơi. Bụi hồng màu hồng cánh sen, hồng nhạt đó mọi người. Đó, rất là đẹp. Trên đây nó có nhiều lắm. Nó mọc bữa giờ mọi người, mình cắt tỉa hết rồi. Còn đây một mớ này nè. Nhánh này nó tới 5 cái bông luôn mọi người. Ngủ. Thôi để mình hái cái nhánh này luôn nha. Wow. Hoa màu hồng mọi người, đẹp không? Đẹp mọi người. Giờ hái thêm một mớ rồi. Này hái rất là nhiều. Tiếp tục mình qua bên kia mình hái tiếp mọi người ơi. Đi lại tiếp tục qua bên khu vực bên kia đi hái một mớ cái giống hồng lạ lạ. Hồng cánh sen mà nó nhỏ nhỏ mọi người. Nó nhỏ lắm. Đây nè. Đó, nó mọc theo từng chùm đó mọi người. Mọi người thấy đẹp không? Phía sau Vi á. Đó, nó mọc từng chùm như vậy đó. Vậy thì để Vi hái nha. Okay. Hái chùm nào đây? Hái chùm này đi. Chùm này nó còn cái nụ nó chưa có nở hoa. Thank you.
bó hoa, rất là nhiều hoa hồng luôn mọi người. Đó, đẹp không mọi người? Rất là nhiều màu nha mọi người. Một đó hoa rất là bự. Thì không biết đó hoa này bao nhiêu tiền, nó là bự quá. Chỗ gai nó đâm vi nè, đâm vô áo vi nè mọi người, xước da hết trơn. Thực ra hái hoa hồng mọi người phải cẩn thận mọi người. Đó, cái gai nó đâm xuyên qua cái báo luôn á mọi người, đâm xuyên qua tờ báo vi gói luôn đó. Mọi người thấy đẹp không? Nhiều màu sắc. Thật ra là mấy ngày trước á mọi người, thì hoa hồng trong vườn vi nở rất là nhiều, và nó rất là bự, những bông hoa nó bự hơn cả cái bàn tay của Vi như thế này luôn đó mọi người, bự như cái mặt của Vi luôn. Thì nó đã tàn bớt rồi, nhưng mà những đợt đó thì Vi cũng có quay video, Vi cũng có chụp hình đó mọi người. Đó, Vi cũng có chụp hình và quay video lại cho mọi người xem cái những cái bông hoa đợt trước nó nở. Còn bây giờ đang là cuối rồi mọi người, cuối mùa của hoa hồng rồi, cho nên là nó sẽ còn được một số hoa hồng nó đang nở sau này. Thì nó cũng bự, có một số hoa nó bự, có một số hoa nó cũng không có bự lắm. Bên kia có màu trắng nữa mọi người. Thì bây giờ Vi sẽ qua bên kia, Vi hái thêm hoa hồng màu trắng. Nhưng mà màu trắng thì đợt trước nó nở nhiều rồi, bây giờ nó cũng tàn, cho nên là đa phần là chỉ hái nụ thôi mọi người ha. Đó, đây nè mọi người, đẹp không? Thôi bây giờ mọi người đi theo Vi qua bên kia để Vi hái mấy cái nụ hoa hồng màu trắng nha. Trời ơi, thơm phức luôn mọi người ơi. Bên này nè mọi người, đó, hoa nó tàn rồi mọi người. Màu trắng á, mà nó nở rất là nhiều, nhưng mà bây giờ nó tàn rồi. Bây giờ Vi chỉ có hái nụ thôi. Vi hái nụ rồi cái nụ nó sẽ nở ra mọi người, nó sẽ nở ra cái bông. Giờ Vi hái nụ thôi nha. Cái bông nó tàn rồi nè mọi người. Đó, Vi sẽ ngắt cái bông đi. Cái kéo nè, kéo ở trong, đang kiếm cái kéo như bên kia rồi. Cái kéo bên kia á, bây giờ là Vi hái nụ nha mọi người. Còn bông á là nó nở đợt trước rồi á mọi người, nên đợt này á nó đang có nụ, nó tiếp tục nó nở tiếp. Đây
giống như là những cái hoa mà trong lễ cưới á mọi người, hoa mà người ta hay bó chung để người ta bó hoa cô dâu á, người ta thường có mấy cái hoa nhỏ nhỏ này nè mọi người. Đó thì Phi thử hái hai cành coi nó có khác biệt gì không. Hồng nhạt nó có cái mùi hương khác, mà cái hoa màu hồng mà hồng cam này nó có cái hương khác. Đó, mỗi một loại hoa hồng nó đều có một cái hương khác nha mọi người. Và có loại thì có hương nó bay rất là xa và rất là nồng, nhưng mà có loại cái hương nó thoang thoảng thôi. Thôi bây giờ Vi sẽ vô trong nhà, Vi cắm vô trong lọ hoa nha. Đi thôi, đi cắm hoa thôi mọi người ơi. Mọi người ơi, bây giờ Vi vô trong nhà, Vi tìm cái lọ để Vi cắm hoa hồng nha. Mấy bữa trước hoa hồng nó nở bự và đẹp nhiều lắm, nhưng mà bây giờ là cuối vụ rồi đó mọi người, cho nên là Vi mới hái và Vi chưng á, cho nên là nó không có nhiều hoa bự. Rồi bây giờ kiếm lọ cắm hoa thôi. Hai mọi người ơi, bây giờ Vi đang ở trong nhà và Vi chuẩn bị Vi cắm hoa. Thôi hai cái này cắm sau cùng đi ha. Hai cái bông này nè mọi người, hai cái bông này cắm sau cùng đi. Thực ra không có cần cắm đâu, mấy cái bông này phối với mấy cái bông nhỏ nhỏ mọi người. Nhưng mà Vi thử coi nó như thế nào. Phải cẩn thận mọi người ơi, nó có nhiều gai lắm, mà gai của nó rất là to và nhọn nữa. Gai của hoa hồng rất to và nhọn. Thời gian đi hái cũng lâu quá, cho nên hoa hồng nó gần như là nó không được hút nước á mọi người. Cam mọi người,
cam đó. Vì thích nhất là màu cam nha mọi người. Nhà Vi á, Vi trồng á, là Vi không có xịt thuốc gì hết nha mọi người, cho nên nó có nhiều bông á, nó cái hoa nó bị cái con á, mấy cái con á, nó ăn á, mấy con động vật nó ăn á mọi người, nó ăn cái cánh hoa đó, cho nên khi mà mình cắm hoa đó, khi mà cắm hoa đó là Vi phải nhổ mấy cái cánh hoa mà bị ăn á, là nó bị xấu á. Bị đâm nhiều lần luôn á mọi người. Bị đâm nhiều lần luôn nè. Bởi vậy muốn ngắm hoa đẹp là phải đổ máu, phải chịu đổ máu mọi người. Thực ra mọi người đeo găng tay cũng được, nhưng mà tại Vi thích tay trần, Vi chơi hoa Vi thích tay trần vậy đó. Nhưng mình cẩn thận, mình né mấy cái gai đó, cẩn thận đến mấy cũng bị đâm mà mọi người. Mọi người nhìn cái gai của nó nè. Cái gai của nó đó mọi người thấy không? Nó rất là bén, rất là nhiều gai á. Nhưng mà có chơi có chịu đúng không? Muốn ngắm hoa đẹp thì phải chịu đổ máu. Làm gì cũng phải trả giá mọi người. Mình muốn ngắm hoa đẹp, mình phải trồng hoa, chăm sóc hoa, và đến ngày nó ra hoa, cả là một quá trình đó mọi người. Mình ra siêu thị mình mua một bó hoa, mình không có cảm nhận hết được cái cảm giác đó mọi người, sung sướng như thế nào mà khi mình hái hoa mà mình cắm, cái cảm giác nó mạnh hơn nhiều, nó thích thú hơn nhiều mọi người. Giống như là mọi người dày công mọi người trồng trọt á, chăm sóc tưới tiêu á, rồi đến một ngày mọi người thu hoạch á, cái cảm giác nó sướng lắm. Bông hoa tươi tươi nhìn đẹp không mọi người? Đó, đẹp không? Cái cây này gai nó nhiều quá mọi người. Cây này nè, mọi người thấy gai không? Có trời gai luôn. Cây này là phải lựa nơi nào không có gai để cầm nha, cầm bậy nó chích chứ. Giống hoa bông dâm bụt không mọi người, nhưng mà nó cũng bự lắm, nó nở ra nó bự lắm mọi người.
cái nụ của nó nha. Xíu à ha. Vì thấy có mấy cái con bọ nó đang ở trên cánh hoa đó mọi người. Nhưng mà kệ nó đi. Hy vọng nó đừng rớt vô chậu chứ. Có những cái loại hoa hồng nó ít gai hoặc là gai nó rất là nhỏ, nó rất là mềm. Nhưng mà cũng có những loại hoa hồng gai nó rất là dày và nó nhiều gai lắm mọi người. Màu vàng nhạt. Cái này nó hơi bị lùn nè, phải ăn gian một chút. Ba bông này nó lùn quá trời, bốn bông này nó lùn quá. Tại mới nãy mình khi mình cắt mình có chừa lại một nhánh cho nó mọc á mọi người, cho nên nó hơi lùn lùn lùn. Đang đi. Giờ là đến hoa màu cam hồng, hơi cam hồng ngộ lắm mọi người. Nhà Vi nó nhiều màu sắc rực rỡ lắm, hơi cam hồng nhìn đẹp không. Cái này thì cắm nó đây đi, bên này. Tè le cái loét. Kệ nó đi. Nó nở quá, nó gần tàn đó mọi người. Thank you.
cái nụ nữa. Màu đỏ nữa mọi người. Còn mấy cái nụ nữa. Bông đỏ nhìn nó không có nổi nổi ha. Nhìn nó trơ trọi làm sao quý. Kiểu như này thì được hơn tí nè. Được hơn đỏ hơn tí ha. Đổ thêm nước cao hơn tí nha mọi người. Thấy em đỏ. Hai em đỏ núp ở trong này nè. Sẽ cho hai em đi ra ngoài bóng như mọi người vậy. Này đi. Giờ đến nụ nè mọi người. Âu. Trời ơi. Làm kiểu gì cũng bị đâm mà mọi người. Đau thiệt á. Có vẻ như héo héo thì sao mọi người. Do nãy giờ Vi để ở bên ngoài, Vi hái lâu quá. Cho nên là không có nước mấy em héo hết trơn. Giờ gặp nước và tươi tỉnh lại. Wow. Cắm cũng phải nhẹ nhàng. Khéo rách hết mấy cánh hoa mọi người. Mọi người, nụ của hoa màu trắng đó. Héo đâu mọi người, tại cái tướng của em này á, cong cong nè, chắc là phải cắt ngắn lại một chút xíu, cao quá hay sao á.
cũng mệt lắm đó nha, mọi người cũng lâu nữa chứ không có. Michael đi chơi golf về rồi, nghe tiếng xe hơi. Đẹp lắm mọi người. Đây là chậu hoa hồng của Vi nha mọi người. Đó, chậu hoa hồng với nhiều sắc hoa. Có nụ, có bông. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của Vi nha. Nếu mà mọi người yêu thích kênh của Vi á thì đăng ký kênh và nhấn chuông bên cạnh để nhận thông báo video mới từ kênh nhé. Tạm biệt mọi người. Đừng quên đăng ký kênh của Vi nha.
We'll be right back.